Hello, xin chào mẹ đã quay trở lại với Kona Yoga. Và 3 tháng đầu tiên khi mang thai là lúc cơ thể của mẹ gặp nhiều vấn đề về hoa mắt, chóng mặt hay là mẹ còn buồn nôn do những cái ngày tháng đầu tiên khi mình mới bắt đầu có em bé. Vậy thì ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ xây dựng cho mẹ một bài tập để giúp cho mẹ có thể cải thiện được vấn đề cơ thể của mình trong 3 tháng đầu tiên khi mới mang thai nhé. Và đặc biệt là bài tập này thì vô cùng đơn giản và dễ dàng, mẹ có thể tập luyện được ngay tại nhà. Nó chỉ có 15 phút thôi. Nào, bây giờ thì mẹ hãy trải thảm ra và bắt đầu tập luyện cùng với Kona Yoga nha. Mẹ hãy khoanh chân lại và ngồi ở trên thảm của mình. Thả lỏng cả hai vai của mẹ ra. Chúng ta sẽ bắt đầu vào điều hòa hơi thở của mình nhé. Nhưng trước khi vào bài tập hôm nay thì mẹ hãy nói với bé yêu của mình để bé sẵn sàng tập luyện cùng với mẹ nào. Hello, xin chào khoai tây. Cùng tập yoga với mẹ nhá. Ok, và bây giờ thì mẹ hãy bắt đầu. Đặt hai tay lên đầu gối của mình. Thả lỏng cả hai vai ra và mẹ nhắm mắt lại nào. Hít sâu, mẹ đẩy căng phình bụng của mình ra. Đưa hơi dồn nhiều vào trong bụng. Rồi từ từ mẹ thở ra, cho bụng xẹp xuống, hơi thở đưa ra ngoài. Rồi mẹ lại hít sâu, đẩy căng tròn bụng của mình về trước. Từ từ thở ra. Hít sâu nào. Thở ra. Tiếp tục mẹ hít sâu, vươn dài cằm và cổ của mình lên trần. Thở ra, từ từ mẹ cúi đầu xuống. Hít sâu, vươn dài cằm cổ lên trần. Thở ra, mẹ cúi đầu xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu, nâng đầu lên. Thở ra, mẹ nghiêng đầu sang bên trái. Hít sâu và nâng lên. Thở ra sang phải. Hít sâu lên nào. Thở sang trái. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít sâu. Thở. Hít sâu. Và thở ra. Rồi mẹ nâng đầu lên. Tiếp tục đặt hai tay lên vai của mình. Hít sâu, mẹ đưa hai khuỷu tay về phía trước. Vươn cao lên trên, sang ngang và thở ra mẹ hạ xuống. Hít sâu, vươn lên. Thở ra. Hít sâu. Thở. Hít sâu nào. Thở. Đổi chiều và xoay ngược lại. Hít sâu, tay sang ngang. Lên trước. Thở ra. Hít sâu. Thở. Hít nào. Thở ra. Đẩy căng cả hai cánh tay của mình sang ngang nào. Hít sâu, mẹ vươn căng tay. Thở ra, nghiêng người sang bên trái. Vươn tay phải áp sát vào đầu và kéo giãn lườn phải của mẹ. Tiếp tục hít sâu, mẹ nâng người lên. Thở ra, nghiêng người sang bên phải và vươn tay trái áp sát vào đầu. Lại hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng sang bên trái.
Hít sâu, nâng lên. Thở ra sang phải. Một lần nữa. Hít sâu lên nào. Thở ra sang trái. Hít sâu, mẹ nâng lên. Thở sang phải. Rồi mẹ nâng người lên. Chống hai tay về trước. Mẹ nâng hông của mình lên. Chống gối. Điều chỉnh sao cho cánh tay và bắp đùi của mẹ vuông góc với thảm. Hít sâu, mẹ hạ võng thắt lưng xuống và vươn dài cằm cổ của mình. Thở ra từ từ, mẹ cúi cuộn gù lưng lại. Nhìn vào bụng của mình nhé. Hít sâu, mẹ lại hạ võng thắt lưng xuống và vươn cằm cổ của mình lên. Thở ra, mẹ cúi đầu nhìn vào bụng. Hít sâu, vươn cằm cổ. Thở ra, cúi đầu. Rồi mẹ nâng người thẳng lên nào. Chống gối. Tư thế cánh cổng. Mẹ duỗi chân trái sang ngang cho Ngọc Anh nhé. Điều chỉnh sao cho đùi phải của mình vuông góc với thảm. Tay trái đặt lên đùi và tay phải vươn căng áp sát đầu. Hít sâu, vươn dài cánh tay lên trần. Thở ra từ từ nghiêng người sang bên trái. Giữ ở đây. Vươn căng cánh tay phải lên và mẹ giữ kéo giãn phần lườn bên phải của mẹ. Quay đầu nhìn lên trần nhé. Hơi đẩy cánh tay ra sau đầu một chút và giữ. 5 4 3 2 1 Hít sâu, mẹ nâng người lên và thở ra. Mẹ hạ tay xuống. Đổi bên nào. Chống gối chân trái xuống. Mẹ duỗi chân phải sang ngang. Duỗi thẳng chân và điều chỉnh cho đùi trái của mình vuông góc với thảm nha. Tiếp tục thực hiện. Tay phải đặt lên đùi và tay trái vươn căng. Hít sâu, kéo giãn hết cỡ phần lườn của mình. Rồi thở ra từ từ, mẹ nghiêng người sang bên phải. Quay đầu nhìn check lên trần và vươn tay. Kéo giãn phần lườn trái của mình ra nào. Mẹ giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, mẹ nâng người lên và thở ra, mẹ hạ tay xuống. Thu chân phải của mình lại. Rồi mẹ chống tay xuống thảm theo chiều dọc thảm. Mẹ nâng hông lên, chúng ta trở về tư thế chó duỗi mình. Mẹ tách rộng chân ra một chút cho hai chân mở rộng bằng hông hoặc hơn hông một chút xíu. Kiễng gót chân lên và trùng gối. Mẹ đẩy cao đỉnh mông lên trần và thả lỏng đầu cổ. Mẹ giữ ở đây. 3 2 1 Từ từ hít vào, mẹ đẩy người về trước. Rồi mẹ bước dần cả hai chân lên. Chúng ta ngồi xuống và đưa hai chân của mình về phía trước. Duỗi thẳng căng chân. Tách rộng hai chân ra sát mép thảm. Ngửa lòng bàn chân lên và chúng ta ngồi thẳng lưng. Thả lỏng cả hai vai của mình ra nhé. Thẳng lưng lên nào. Ngửa cả lòng bàn chân lên trần. Rồi hít sâu, mẹ vươn cao tay của mình lên trần. Thở ra từ từ, đặt hai tay lên đầu gối bên trái. Giữ cho lưng thẳng. Từ từ mẹ trượt tay xuống tùy theo khả năng và độ dẻo của mình. Sao cho tay của mẹ vẫn nắm lên chân và lưng của mẹ vẫn luôn thẳng. Hãy giữ tĩnh ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi hít sâu, mẹ nâng người lên và vươn cao tay nào. Đổi bên, thở ra, mẹ chạm tay sang bên phải. Lại lần tiếp, tay gần về phía cổ chân tùy theo độ dẻo của mình. Nhớ là đảm bảo cho lưng thẳng và chân thẳng nha. Giữ tĩnh ở đây. 5
4 3 2 1. Rồi mẹ lại nâng người lên. Từ từ chúng ta co chân lại và nằm ngửa. Co cả hai chân và nằm ngửa. Hai bàn chân của mẹ song song với nhau. Giữ cho khoảng cách hai chân của mẹ mở rộng bằng hông. Tư thế cây cầu, hai tay mẹ xuôi xuống dọc theo phía gót chân của mình. Thực hiện. Hít sâu. Từ từ mẹ nâng hông lên, cố gắng đẩy cao mông lên. Kiểm soát đầu gối và mẹ ghì cho hai gối tiến gần vào nhau. Mẹ nâng cao mông của mình lên càng cao càng tốt. Giữ ở đây. 3 2 1 Rồi mẹ hạ thân xuống và thở ra. Nâng cả hai chân lên. Hai tay mẹ nắm vào ngón chân cái của hai chân. Mở rộng gối sang hai bên, tư thế đứa trẻ tinh nghịch. Mẹ lắc lư gối của mình một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Tư thế này giúp cho mẹ lưu thông khí huyết lên cơ thể của mình một cách dễ dàng hơn. Và quan trọng là nó làm cho lưng của mẹ cũng dễ chịu. Mẹ cũng cảm thấy rất dễ chịu, thú vị ở trong cái tư thế này. Rồi buông tay ra. Mẹ đổ cả hai chân sang bên trái. Tư thế vặn mình nhẹ nhàng. Giữ ở đây. 3 2 1 Rồi mẹ nâng lên và đổ hai chân sang phải. Giữ nào. 3 2 1 Rồi từ từ nâng người lên. Mẹ lật nghiêng người sang bên trái. Chống tay vào đầu và nằm tại đây hít thở 3 nhịp. Co gối lại một chút xíu nằm theo tư thế Phật nằm. Hít sâu, mẹ đẩy căng tròn phình bụng của mình lên nào. Thở ra, cho bụng xẹp xuống. Lặp lại hít sâu. Thở ra. Tiếp tục hít sâu. Thở. Mẹ chống tay và nâng người ngồi lên. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập nhẹ nhàng của mẹ bầu ngày hôm nay rồi đấy. Bài tập này rất là đơn giản và dễ làm, có đúng không nào? Mẹ có thể tập được nó ngay tại nhà, mặc dù là mẹ trước đấy mẹ chưa tập yoga bao giờ vẫn có thể tập được. Nhưng trong suốt quá trình tập luyện, nếu mà mẹ cảm thấy có bất kỳ động tác nào khiến cho cơ thể của mẹ không thoải mái, hay là những động tác nào mà mẹ khó khăn chưa làm được nó, thì mẹ cũng có thể comment xuống dưới video này để Ngọc Anh biết được các cái cảm nhận của mẹ trong quá trình tập luyện, và Ngọc Anh có thể chia sẻ cho mẹ những cách nào để giúp cho mẹ tập luyện dễ dàng hơn nhé. Và hành trình mang thai của chúng ta thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những vấn đề xoay quanh cơ thể của mẹ bầu, và việc tập luyện hàng ngày là việc mà mẹ cần có cho mình một thói quen. Biết được điều này nên Ngọc Anh đã liên tục xây dựng cho các mẹ những chuỗi bài tập. Có những bài tập dành cho mẹ bầu 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối, rất cụ thể và rõ ràng, phù hợp với từng mẹ trong từng giai đoạn mang thai của mình. Vậy thì để nhận được chuỗi bài tập này thì mẹ hãy xuống dưới phần comment ở phần mô tả của video này, mẹ nhấn vào link và sau đó thì mẹ sẽ chọn lựa những bài tập phù hợp với cơ thể của mình để mình tập nhé. Nhớ là link video sẽ được để ở dưới phần mô tả trong video này. Còn bây giờ thì Ngọc Anh xin chào và hẹn gặp lại.